chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 18 tháng 2 năm 2024, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Cà Mau tăng nhẹ. Theo khảo sát, tôm thẻ kiểm kháng sinh size 30 con giá 145.000 đồng, size 40 con 120.000 đồng, size 50 con 113.000 đồng 1 kg, size 60 con 105.000 đồng, size 70 con giá 100.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con xem màu đang thu mua với giá 92.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận, giá tôm sú oxy cũng có xu hướng tăng nhẹ. Tôm sú oxy size 20 con 310.000 đồng, size 30 con 230.000 đồng, size 40 con 170.000 đồng 1 kg, size 50 con 120.000 đồng. Tôm sú oxy size 60 con đang thu mua với giá 100.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con tham khảo giá thu mua tôm từ các thương lái và khu vực khác trong hôm nay. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.